Vì tướng của nhãn xúc khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của địa giới khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của thủy hỏa phong không thức giới khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của nhân duyên khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của các pháp từ duyên sanh ra khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của vô minh khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của tham khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của sân si khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của phàm phu kiến thú khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của bốn tịnh lự khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của bốn niệm trụ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của pháp môn giải thoát không khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của pháp không nội khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của thánh đế khổ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của thánh đế tập diệt đạo khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của bố thí ba la mật đa khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí bát nhã ba la mật đa khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của tám giải thoát khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của tất cả pháp môn đà la ni khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tất cả pháp môn tam ma địa khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của bậc cực hỷ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của năm loại mắt khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của sáu phép thần thông khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của mười lực Phật khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của 32 tướng đại sĩ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của pháp không quên mất khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tánh luôn luôn xả khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, vì tướng của trí nhất thiết khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau,
Vì tướng của phàm phu ngu si khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của các pháp thế gian, pháp xuất thế gian khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của các pháp hữu lậu, vô lậu, pháp hữu vi, vô vi khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Bạch Thế Tôn, làm sao đối với các pháp tướng sai khác mà có thể an lập được pháp tánh nhất tướng? Làm sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các loại tánh? Nếu Đại Bồ Tát chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các loại tánh thì đáng lẽ chẳng có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đáng lẽ chẳng có thể từ bậc này lên bậc kia. Nếu chẳng có thể từ bậc này lên bậc kia thì đáng lẽ chẳng có thể hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, siêu vượt các bậc thanh văn và độc giác. Nếu chẳng có thể hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, siêu vượt các bậc thanh văn và độc giác thì đáng lẽ chẳng có thể viên mãn thần thông Ba La Mật Đa. Nếu chẳng có thể viên mãn thần thông Ba La Mật Đa thì đáng lẽ chẳng có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí Ba La Mật Đa. Nếu chẳng có thể viên mãn bố thí cho đến trí Ba La Mật Đa thì đáng lẽ chẳng có thể du hí thần thông từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Cũng đáng lẽ chẳng có thể ở chỗ chư Phật trồng các thiện căn. Nếu chẳng có thể ở chỗ chư Phật trồng các căn lành thì đáng lẽ chẳng có thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Nếu chẳng có thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật thì đáng lẽ chẳng có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện, như lời ông nói, nếu pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp, tức là pháp tánh bình đẳng của phàm phu, cũng là pháp tánh bình đẳng của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, thì sẽ khiến cho tướng của tất cả pháp và các hữu tình sai khác, nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng sai khác. Tại sao đối với các pháp tướng vân vân sai khác có thể an lập được pháp tánh nhất tướng? Làm sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các loại tánh? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Pháp tánh của sắc là không tánh chăng? Pháp tánh của thọ tưởng hành thức là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là không tánh chăng? Pháp tánh của sắc giới là không tánh chăng? Pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn thức giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn xúc là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là không tánh chăng? Pháp tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không tánh chăng? Pháp tánh của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là duyên sanh ra là không tánh chăng?